Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Chuyện này anh em biết đánh gì không? Ngũ Long Hóa Hình. Nhìn ở trong bộ truyền thuyết có chúa quỷ, có cả kiếm hồn. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn một cái lineup nữa cũng rất là mạnh. Đấy. Và nếu mà ở trong cái trận đấu này là nếu mà chúng ta chơi cái bộ đấy, chúng ta vẫn có thể đấm được Ngũ Long Hóa Hình. Nếu giả sử như có người chơi Ngũ Long Hóa Hình, đấy chính là cái lineup là 5 rồng 9 mét anh em nhá. 5 rồng 9 mét ở trận này rất ngon luôn. Có rớt này, có Squire, xong rồi có cả rồng 5 đô nữa. Rất là ngon. Thế là tôi cứ pick sẵn rồng đã. Còn chơi gì với rồng thì chúng ta sẽ tính sau anh em nhá. Để xem là trận này có chơi được chuỗi thắng không. Bây giờ vẫn chưa có mết. Mặc dù là ra Thunder rồi nhưng vẫn chưa có mết. Đấy. Tạm thời sẽ là như này đi. Ui, cặp thằng này thua. Không ăn được. Trâu lắm. Cái đội hình này nó đang thiếu một chút đam. Đang thiếu một chút đam anh em ạ. Không ăn được, thằng này nó ra con Agali sớm. Xong rồi lại kẹp Goblin nữa, rất trâu. Nếu mà muốn có đam ấy, nó sẽ phải là 3 Hunter hoặc là 3 Mage cơ. Ui dồi, cái gì đấy, cái gì đấy. Được quá nhỉ. Thế này thì đúng là đánh chuỗi thắng thật rồi. Ok. Rồng luôn này. Nó không đủ tiền mua luôn. Mua con rồng này đã. Con rồng mập tính sau nhá. Con rồng mập thì thực ra là cho vào đây thì nó cũng không kích hoạt được 3 mét. Mà lên level 6 ấy thì tôi kẹp 3 mét vào thôi. Có hai con 2 sao để sẵn ở đây. Ok. Mạnh rồi anh em ạ. Súng 2 sao. Rơi 2 sao. Được rồi, có đam à. Ăn được thằng này là cái chắc luôn. Đủ tiền là sẽ lên 6 sớm thôi. Sau kẹp 3 mét vào. Ui dồi ôi, tôi tưởng lổ cái gì ạ. Lổ con gấu mết thì đập trứng luôn này. Dạo này không hiểu sao tôi chơi ấy, tôi cứ thấy câu gấu nó dễ kiểu gì ấy, anh em ạ. Không biết là anh em có cảm nhận như tôi không, hay là tôi đã bỏ qua mất một cái update nào đấy liên quan đến cái bọn gấu mà tôi không biết nhỉ. Cảm giác cái tỷ lệ ra gấu rất là dễ luôn ấy. Ngày hôm qua chúng ta đã có một cái video về con gấu assassin. Hôm nay nếu mà ra được cái con gấu lửa, con gấu mết ấy, thì là tôi sẽ đập trứng luôn. Hôm nay chúng ta đánh co là gấu mết nhá, nếu mà ra. Đấy, còn không thì tí nữa có thể là sẽ chuyển sang Ngũ Long Hóa Hình. Tùy. Ui, thằng này to quá được không? Hai đỏ kẹp với cả ba Goblin. Ui, thằng này to thật đấy. Không ăn được. Cứ gặp thằng Goblin là thua. Chịu thôi. Gặp thằng này thua thôi. Nó chưa kẹp được 3 mét vào thì không có đam anh em ạ. Ui, lại ra súng này. Ra súng nhiều quá, nhưng mà trận này cái bộ Hunter ấy, nó không ngon. Tôi không chơi đâu. Bộ Hunter trận này không có tên Tsunami anh em ạ. Cái bộ Hunter ấy, thực ra lúc nào nó cũng có đủ 9 con. Nhưng mà nếu mà truyền thuyết không có tên Tsunami thì cái bộ này nó mỏng lắm. Nó rất là mỏng. Phải có tên Tsunami ở nó có cái bộ cá vào trong cái đội hình thì nó mới mạnh được. Nhất là trận này nó có cái bộ phép rất mạnh. Nếu mà chúng ta chơi Hunter, chúng ta khả năng gặp phép là toang rất cao. Chính vì thế nên là tôi sẽ không chơi Hunter trận này anh em nhé. Này không chơi Hunter. Mà hướng đến hai cái bộ mạnh nhất ở trong trận này là chính là cái bộ 9m5 rồng. Đấy, hoặc là cái bộ Ngũ Long Hóa Hình. Nếu mà ra chúa quỷ sớm, ra chúa quỷ rồi ra kiếm hồn, rất là ok. Lao sau rồi chúng ta lên được 9 rồi. Lên được 9 là sẽ kẹp được 3 mét.
Con này mạnh hơn này. Con rồng này nó sẽ giảm đam của đối thủ. Chuyện này chính là ra Hunter nhiều phết đấy. Nhưng mà thôi, căn bản là lúc đầu ấy, lấy đồ nó cũng không phải cái bộ Hunter này. Hunter thường sẽ lấy cái que anh em ạ, sẽ lấy que đầu game để chơi Hunter. Mà bây giờ không lấy que chơi nó cũng khó được chuỗi ấy. Lấy mấy cái đồ bắn trưởng thì rõ ràng chúng ta chơi mết chúng ta vẫn có lợi thế hơn. Chỗ này lại có gót đỏ này. Đấy, chắc gót đỏ rồi. Lại thua à? Không, nó sao mà thua được nhỉ? Không thể. Thua thì nó lại ảo quá anh em ạ. Gấu đủ lên 2 sao à? Ok. À, cái đao này nếu mà chúng ta bán đi chúng ta đủ 10 tiền này. Bán đi bớt đi cho đủ 10 tiền. Ok, để tính xem round sau gặp thằng nào. Hình như là tôi chưa gặp cái thằng có chuỗi thì phải. Đúng không? Chưa gặp thằng có chuỗi thì phải. Đúng rồi. Vậy là round sau up 7. Round sau up 7 thôi. Đội hình này có cắt được chuỗi không nhỉ? Thôi kệ. Không cắt hay cắt thì cũng lên 7. Cái cơ hội mà cắt nó cũng sẽ là 50%. Đấy. Chúng ta chỉ có 50% thôi mà. Một là cắt được chuỗi, hai là không cắt được chuỗi đâu mà. Cứ up 7 thôi. Úi dồi ôi, con này mà lên được 2 sao. Mà thôi, tôi không up cái con Thunder lên 2 đâu. Quả trứng này phải để dành cho con gấu anh em ạ. Anh em nhá, quyết tâm để dành cho con gấu ấy. Tôi tin là tôi sẽ có thể là ra con gấu mết tiếp theo để tôi đập trứng được. Bây giờ áp cấp vào cho thêm con Thunder nữa. Ok không? Anh em mà chưa đủ tiền. Cái vấn đề là bây giờ là 11 thì chưa đủ. Chúng ta phải có là 16 cơ. 16 tiền tức là sẽ phải bán bớt đi. Nhưng mà thôi tôi không muốn bán. Thực ra nếu mà ta để ở 6 ấy, hay ta lên 7 thì chúng ta vẫn là 50% mà. 50% chiến thắng. Chỉ có thắng hay thua thôi. Thế nên là thôi cũng chả cần phải lên 7 đâu. Dã man. Thắng được không? Vẫn còn hai con này. Ok, ok, ok. Ăn rồi anh em ơi. Hay quá. Rồi. Rơi súng gánh. Ơ à. Anh em ơi, anh em thấy chưa? Trời ơi, cái niềm tin của tôi nó đã thành sự thật thế này. Tôi đã quyết tâm là không đập trứng cho Thunder mà. Tôi đã nói rồi. Để đấy, để đợi con gấu ra. Ý như rằng ok rồi đấy. Thế này là quá là tuyệt vời rồi anh em ạ. Nó sẽ là 5 rồng 9 mét trận này nha anh em nhá. Gấu lên được 2 sao. Bây giờ đánh chuỗi là ngon nghẻ luôn rồi. Hiện tại chúng ta thiếu một con mét nữa. Chúng ta đủ 6 mét thôi. Thằng này cũng to đấy. Thằng này to đấy. Cắt chuỗi lần nữa được không? Quả áp cấp nó lại đi vào lịch sử này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, hai cái chuỗi cắt một lúc luôn. Ra 11 đến ra 12 cắt hai cái chuỗi luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Ôi thôi, cái trận đấu này. Cái quyết định mà giữ quả trứng cho con gấu này nó là quyết định đúng đắn nhất trong con game này rồi. Chọn đúng lên văn minh luôn anh em ạ. Rồi xong rồi. Cắt được hai cái chuỗi. Và bây giờ vẫn chưa ra 6 mét với cả chưa ra human nhỉ. Thế trận này không không đánh được lên 11-12 à? Thế thì cũng hơi phí nhỉ. Liệu rằng chúng ta trận này chúng ta có thể đánh được lên 11-12 không? Human bây giờ vẫn chưa ra thêm một con nào cả. Mới có một con human thôi. Thì chưa được, phải ba con human nó mới kiếm được sách cơ. Thằng này có phải nó chơi Witcher không? Khả năng là trận này sẽ có thằng chơi Witcher này. Witcher với chúng tôi. Có chuỗi rồi. Witcher gặp 5 rồng như gặp bố. Ui tự nhiên lổ ra. Lổ ra ba con human luôn anh em ạ. Dã man chưa. Thế thì thôi kiếm human luôn.
Xem nào, thế phải bán cái con gì đi nhỉ? Bây giờ trước bán gấu à? Gấu đù à? Tầm lấy bán con gấu đù đi. Bây giờ câu gấu thì cũng có được cái gì đâu, đúng không? Hay là như này, như này thì nó lại không có 3 mét à? Liệu rằng cái con gấu mét 2 sao ấy nó có thể gánh được cái lượng đam không nhỉ? Nếu mà không có 3 mét nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn gánh được. Mà để thế này thì ngon hơn ấy. Bởi vì để như này này nó sẽ có là 4 con 2 sao. Còn nếu mà chúng ta bán con gấu đù đi ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất một con 2 sao. Tại giai đoạn đầu này thì 2 sao là vẫn khỏe hơn anh em ạ. Giao sau chúng ta lên 8 là chúng ta có 3 mét rồi, yên tâm. Đấy, gặp thằng này cũng khá nhiều 2 sao nhá. Có Metalit. Ăn được không? Hay quá, con gấu lướt. Ủa, ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Ăn được. Rồi, solo, 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 solo. Ơ, nhưng mà cũng chả có sắc. Solo là ăn được rồi. Solo là ăn được thôi. Hay quá. Thunder lên được 2 sao luôn. Lại ra là con sói. Quá tuyệt vời. Thế là một lúc là ra mấy cái con human. Bây giờ là sắp tới là tôi cũng sắp có 6 human rồi. Thiếu một con nữa thôi. Thiếu con dơ so hoặc là con già hoặc là con Agali là được rồi. Như này đi, 3 mét luôn này. Rồi mấy cái con như con súng thì cũng giải tán thôi. Gấu giải tán thôi. Ơ kìa, con gấu lướt. Trông chán đời thật sự. Nhìn quả con gấu lướt kìa. Chả dính con nào luôn. Rơi gánh à? Ra ngoài rơi gánh rồi. Đấy, ui, đủ 6 rồi anh em ạ. Hay quá nhờ. Đánh ở level 9 cơ. Bỏ con rơi ra. Thế là đủ. Quá khỏe. Có 3 mét, 6 human. Thunder 2, gấu 2. Chắc chắn là chiến thắng thôi. Sách này tôi tạm thời là tôi tiết kiệm anh em nhé. Tôi không cắn vợ đâu. Từ từ đã để xem như nào đã. Tình hình là có ăn được bọn nó không. Nếu mà ăn được thì tôi sẽ cắn hết sách. Còn nếu mà không ăn được thì sẽ tiết kiệm để ít nhất là lên được 11 anh em ạ. Cái bộ 5 rồng 9 mét ấy, nó chỉ cần lên 11 thôi mà. Chúng ta ít nhất chúng ta lên được 11 là ngon rồi. Trông có vẻ khả quan đấy anh em ạ. Trông có vẻ khả quan đấy. Có lẽ là sẽ cắn sách để lên 9 sớm anh em ạ. Cắn sách lên 9 sớm đi. Kiếm rớt rồi kiếm già. Thay vào cái con vị trí con sói ấy, bằng con già là ngon này. Đấy, sau đó là lên 9 là chúng ta có 6 mét 6 human. Đúng không? 6 mét 6 human ở level 9 là ngon lành rồi. Bây giờ chỉ cầu trời khấn Phật cho ra con già sớm thôi. Hình như vừa có thằng nó sang soi đúng không? Không biết thằng nào luôn. Không để ý thằng nào sang soi. Nhưng mà soi nhắm là liệu rằng có ăn nổi không? Đội hình như này gấu 2, Thunder 2 sao thì có ăn nổi không? Ăn nổi nếu mà kẹp 4 cá. Nhưng mà cái tầm này thì thằng nào dám kẹp 4 cá vào để chơi. Thường ấy thì là cái các cái đội hình nó phải lên 9 thì nó mới kẹp được 4 cá anh em ạ. Đa phần là như thế. Còn ở những cái level thấp này thì nó sẽ không kẹp nổi 4 cá đâu. Kẹp 4 cá vào thì còn cái gì nữa đâu. Cắn ông này. Trận này có chơi gót không nhỉ? Đang tính là chơi gót, gót mết. Chín mét bốn gót thì đánh được ở level 10 nhá anh em nhá. Chín mét bốn gót đánh được ở level 10. Còn nếu mà chúng ta chơi chơi rồng mét, rồng 9 mét thì đánh phải đánh ở level 11.
Trong trường hợp mà chúng ta không lên được level 11 ý, thì chúng ta sẽ phải đánh gót. Gót kết hợp với ở 9m, không có rồng. Đấy. Còn 11 là nó vừa có rồng, nó vừa có gót cơ. Nhưng mà ra là con rớt. Khá là khỏe. Trận này có Assassin Fake à? Sắp đi rồi. Sắp đi rồi. Chưa ra được Grim thì chắc chắn là đi. Đây rồi. Ra cặp già luôn. Như này đi. Chưa lên được 10 à? Bán một con đi ạ. Con này. Chúng ta sẽ có 4 client kết hợp với cả 6 human. 4 client vào cho trâu là cái đã anh em nhá. Chắc là lên 10 mới kẹp 6m. Rồi bây giờ tiết kiệm sắc đi. Ram 21 là chắc chắn là lên được 11 đấy. Anh em ạ, tiết kiệm sắc cả lên được. Khỏe lắm rồi. Con gấu nó gánh coi như là gánh đến late game luôn anh em ạ. Ra con gấu 2 sao đúng sướng thật. Nó cũng giống như là chúng ta chơi con gấu assassin ấy. Ra con gấu mết 2 sao ở trong cái bộ mết nó cũng giống như là chúng ta chơi gấu assassin ở trong bộ assassin. Nó cũng giống như là chúng ta chơi gấu metalist ở trong bộ metalist vậy. Nó cứ ra cái nó gánh 2 sao là gánh đến late game luôn mà. Còn 1 sao thì ít nhất là cũng phải gánh đến sau round 15. Round sau là lên được 11 rồi. Round 20 mà lên được 11 thì có nghĩa là chúng ta lên được 12 đấy em. Trận này chắc chắn là lên được 12 rồi. Ui rồi ôi, quá ngon anh em ạ. Round 21 lên được 11. Có lẽ là tôi sẽ bán bớt một cái con human đi, xong rồi tôi kích hệ bằng wizard luôn. Trận này thế nào cũng sẽ phải dùng wizard thôi, không chơi hàng real. Bởi vì là sẽ có cái bộ god nữa anh em ạ. Ra rớt thì kết hợp với wizard nó sẽ có god nữa. Con cá lông chúng ta sẽ mua nha anh em nhé. Con cá lông tí nữa nó sẽ đóng vai trò là đám tay. Cá lông bây giờ có 4 đô cũng rất là ok khi mà kết hợp với cái bộ 5 rồng anh em ạ. Nó giảm xuống 4 đô rồi. Rồi thắng ấy tôi sẽ mua nốt con rồng Exit thôi. Ok lấy cái này nhá, cái hai tia. Hai tia này tí nữa có thể là cho rồng hoặc là cá lông. Đấy, cá lông 2 sao cầm cũng rất là ngon. Rồi đây, thằng này cũng có con gấu 2 sao này. Nhưng mà nó sẽ không thể ăn được tôi đâu, bởi vì tôi có bộ cửa này ở đây, có giáp kháng phép rồi. Đang trên con đường lên 12 anh em ạ. Cuộc đời nó rất là dễ dàng. Ra luôn cả rớt đây rồi. Con này có lên 3 sao nhỉ? Rồi. Tôi làm sao mà nuôi được con gấu lên 3 sao? Ít ra phải có 4 gấu thì mới có cái hy vọng đấy. Còn bây giờ có mỗi con gấu thôi. Tự nhiên lổ con gấu mết thì đấy nó cũng chỉ là gọi là may mắn thôi. Chứ còn tiếp theo chắc là chúng ta cũng sẽ không thể lấy thêm được gấu nữa đâu. Cố gắng lên 12 anh em nhé. Lên 12 đủ 5 rồng 9m. 5 rồng 9m còn kẹp thêm được một con cá lông cơ. Đấy. Đây là level 12 nó sẽ rất là mạnh. Thằng này chơi Witcher Warrior anh em ạ. Witcher Warrior không biết có mạnh không nhỉ? Witcher Assassin rồi, xong rồi Witcher rồng rồi, bây giờ Witcher Warrior có chú quỷ đây. Ui rồi ôi.
Nhưng mà có chơi không? Bây giờ đội hình form khá là giống 9m 5 rồng rồi anh em ạ. Nếu mà đánh đời kiểu là gì? Là level 12 ấy, Ngũ Long hóa hình level 12 mà chú quỷ kết hợp với cả Witcher thì chắc là mắc tối thượng ấy nhỉ anh em nhỉ. Cộng đam cỡ tầm 3000 không? Có lên 3000 đam được không? nghe có vẻ như là tối thượng đấy anh em ạ. Đã coi như là chơi 5 dòng Witcher rồi. Đấy, xong rồi lại còn lên được 12 nữa cơ. Tức là cộng thêm 2 tầng đam nữa. Chưa tính tới cái việc là sử dụng skill của chú quỷ nhá. Là những cái con tướng ở trong cái bộ Witcher ấy, nó đã được cộng là 120% đam rồi. Đấy. Còn nếu mà chúa quỷ hú lên ý, thì cứ mỗi một con là cộng thêm là 30%. Đấy, cứ thế mà tính. Thôi đam thế thì dã man lắm nhá. Ớt mất chuỗi này. Với đái. Thế. Nhưng mà thôi, trận này không chơi cái bộ Ngũ Long hóa hình đâu. Trận này nó về form 9m 5 rồng khỏe rồi anh em ạ. 9m 5 rồng trận này lên được 12 ca lông 2 sao quá gánh luôn rồi. Vừa có đam phép, vừa có đam vật lý. Rớt. Rớt cũng ra rồi. Nên là tôi cũng không ham cái bộ kia nữa. Trong trường hợp mà có thằng nào mà nó chơi 6 cá để nó kẹp vào ấy, thì tôi cũng chả sợ. Bởi vì là trận này ấy, tôi dồn đồ cho con cá lông. Anh em ạ, không sợ đâu. Trong cái trường hợp mà nó chuyển sang 6 cá thì chúng ta chuyển sang 6 clay là được mà. Cá lông lấy đồ thôi. Đơn giản. Mết bây giờ phụ họa thôi, chứ còn cũng không hẳn là dồn đồ cho mết. Tí nữa tôi chuyển đồ cho con cá lông này hết anh em nhá. Trận này sẽ gặp một thằng mết nhưng mà có vẻ như là nó không lên được 11 đâu. Nó chỉ đánh ở level 10 thôi. Hai thằng mết. Một thằng god. God beat. Một thằng god beat. Thằng Witcher Warrior bây giờ nó đã phải chuyển sang 9 Warrior rồi kìa. Đây God Beat này, God Beat này. God Beat với chúng tôi đi chưa? Chưa đi, suýt đi. Rồi còn thằng Warrior thì đi rồi anh em ạ. Warrior không chịu nổi nhiệt. Lốt đằng này chúng ta sẽ lên được 12. Sau đó là 5 dòng 9m vào đó. Đủ bộ rồi. 5 dòng 9m kẹp với cá lông. Quá tối thượng anh em ạ. Thiếu cái dấu ấn thần thánh nữa thôi. Có cái dấu ấn thần thánh ấy, chúng ta sẽ có là 4 gót nữa. 4 gót kết hợp với cả 9m 5 rồng. Thằng này chơi gót. Gót beat nhưng mà đồ là cho con gấu. Thề. Định là chơi gấu đẻ liên tục ấy hả? Gấu cầm sách đúng không? Đẻ liên tục. Mà thiếu cái quả cầu để có thể là giảm hồi chiêu rồi. Phải có cầu giảm hồi chiêu thì mới chơi được. Không có cầu giảm hồi chiêu thì 30 giây mới được một phát. 30 giây mới được một phát thì cũng không ăn thua. Lên 12 cái đã này. À không được. Thiếu con rồng mết đấy anh em ạ. Không được, không được, không được, không được, không được. Thiếu con rồng mết. Thiếu con rồng mết, thiếu con rồng mết. Thế thì chúng ta chỉ chơi được 6 mét thôi. Chỉ chơi được 6 mét thôi anh em ạ. Nếu mà muốn chơi 9 mét ý, thì sẽ phải bỏ con cá lông. Mà cá lông bây giờ đang cầm đồ ngon. Không bỏ được. Chán nhỉ, đồ chán vậy. Ui rồi ôi. Đúng đồ anh tay cho cá lông luôn ạ. Nhưng mà cái gươm này, cái gươm Shadow Blade ấy, con cá lông này nó cũng chẳng có cái tác dụng gì cả. Bởi vì nó bắn nhanh rồi mà. Shadow Blade có tác dụng gì đâu. Mỗi cái lé tránh thì phế quá. Thì nữa chắc là cũng sẽ vứt cái bón đồ này đi thôi. Bài đái thằng này có con gấu đù 3 sao ạ. Cầu vực thẳm này, ngon quá. Đánh với nhà mết có cầu vực thảm rồi.
thiếu con rồng mết mới cay chứ lị. Không ra con rồng 5 đô luôn mà. Đều nha. Không ra rồng 5 đô cho tôi luôn. Bây giờ ra rồng 5 đô là đủ bộ, thay cho con rồng Exit. Thế thôi. Xong rồi còn gì nữa. Bây giờ khả năng là đang thừa mết thì tôi có thể tôi sẽ kẹp Doom vào chơi. Doom lên được 2 cho vào nhá. Khỏe quá rồi anh em ạ. Trận này cũng có mấy cái thằng nó chơi rồng mết ấy. Nó lấy được cái con rồng 5 đô rồi. Doom 2 này. Doom 2 vào thay cho con gì đây? Nếu mà thay chắc thay con già. Thay chắc chỉ thay con già thôi. Cũng có thằng 5 rồng nhưng mà nó chỉ có 6 mét thôi anh em ạ. Thằng kia nó chuyển được về 5 rồng 6 mét rồi già 2. Mà tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Tôi có cái con gấu mét nó khác biệt đấy. Con gấu mét nó khác biệt. Cái thằng mà có gấu mét 2 sao ấy thì nó lại không chơi 5 rồng. Đấy. Cái thằng có con gấu mét 2 sao nó có chuyển về 5 rồng không? Không. Nó không chuyển về 5 rồng nhưng tôi vẫn không sợ. Còn cái thằng mà chơi 5 rồng ấy thì nó lại không có con gấu mét 2 sao. Còn tôi có con gấu mết 2 sao ở trong bộ 5 rồng nó khỏe lắm. Lướt cực kỳ khỏe luôn. Gấu mết lướt là gần như là bay màu hết rồi. Này 9 mét anh em ạ. Thằng có con gấu mết là nó đánh 9 mét. Đẩy 31 máu luôn. Quá dã man. Nhìn vào cái bảng đam mới thấy là chỉ có gấu mết rớt với cả thunder gây được đam. Ca lông mặc dù là dồn đồ nhưng mà chả có một tí đam vào luôn. Chưa kịp gây đam thì đối thủ ở bay màu à. Trận này tôi nghĩ là bọn nó sẽ không có cái ý định chuyển sang cá chơi với tôi đâu anh em ạ. Nó sẽ là cái trận đại chiến của ba cái nhà chơi phép thôi. Mà chơi phép ấy, cái tầm này chắc là tôi là vô địch rồi. Lên được level 12 cơ mà. Kẹp được cả Doom vào. Cùng là 5 rồng 6 mét đấy. Cùng là 5 rồng 6 mét luôn. Mà tôi kẹp được thêm con Doom, kẹp được thêm con Calong. Khác biệt rất là lớn. Mặc dù tôi không có ra 2 nhưng mà cũng chả sao. Tôi có rớt 2 nơi rồi. Còn cái thằng Luffy chơi ảo ma Canada thật. Kẹp Goblin với cả Metalith xong lại kẹp cá. Thế mà cũng trâu phết nhờ. Cái đao vừa rồi nó ăn được thằng mết đấy. Châu phết. Gấu đù 2 tiền nằm co. Thề. Có cái bộ Goblin châu rồi. Xong rồi lại còn có cả Kira nữa. Xong kẹp cá nữa. Nên là nó thực sự là nó khá là châu. Đây rồi. Kẹp 4 cá rồi. Nhưng mà tôi có cái con Squire nó gọi đệ trừ giáp. Giáp có to thì tí nữa mấy phát là cũng trừ hết thôi. Trông Sida thật sự ấy. Thề. Nó quýt luôn. Không biết là có phải là YouTuber hay streamer nào đang làm content không. Content độc gì lạ là cái này là cũng hay có ông làm lắm đấy. Cây à, mãi không ra con rồng. Trận này nếu mà không ra con rồng thì chơi chơi 6 mét thôi. 6 mét thôi, sau đó là có thể là chúng ta nếu mà Storm Shaman mà lên 2 sao ấy, rớt lên 2 sao khả năng tôi sẽ bỏ con gấu ra anh em ạ. Hoặc là bỏ con Thunder. Bỏ con Thunder được. Nếu mà so con gấu với con Thunder thì con gấu mạnh hơn ấy.
Tôi có thể tôi sẽ bỏ con Thunder ra cho con Storm Shaman vào đánh với nhà mết anh em ạ. Storm Shaman này nó counter được. RO à? RO cho rớt. Vĩnh Hằng thì sao? Thôi lấy cái RO kệ, đánh đôi công luôn anh em ạ. Chả cần phải Vĩnh Hằng làm gì cả. Trận này mình hơn hẳn mà. Level 12, đối thủ mới có level 10. Nhìn nó đã thấy là chúng ta hơn rồi. Chưa kể ở đây tôi rèn tới 4 cái áo mưa. 4 cái áo mưa thì làm sao mà đỡ được. Cần gì phải BKB đâu. Vĩnh Hằng nó cũng chỉ là một cái tên. Chứ còn cho vào bây giờ nó cũng không có mạnh hơn nhiều. Thà cái RO để đấy chúng ta dồn đam hai phát cho rớt khỏe hơn. Thì nếu mà rớt hai cầm đồ thì cũng ngon. Ở đây chắc chắn là cái con Doom vào nó sẽ Doom vào con những cái con kiểu con già rồi, hoặc là con rồng, hoặc là con gì đấy rớt chẳng hạn của đối thủ, hoặc Squire của đối thủ. Chúng ta coi như là phế được hẳn một con của đối thủ rồi. Là 9 đánh với 11 luôn ấy. Đấy. Ôi nhưng mà sao lại Doom vào cái con giơ so. Nhưng mà rồi cũng sẽ đi thôi. Quá khỏe, đẩy 21 máu luôn. Rồi có thằng đi rồi kìa. Ui rồi ơi, hai cáo mưa ạ. Cẩn thận thế nhỉ. Thậm chí là máy nó còn muốn tôi thắng. Là nó đã cho tôi thêm một cái áo mưa nữa. Chết thề. Không thể tin được luôn ấy. Thôi con này cũng chả lên được 3 sao đâu. Thôi nhỉ. Trò chơi kết thúc rồi còn gì nữa. 9m nhưng mà không có 5 rồng thì đỡ làm sao. Tôi chỉ cần 6m thôi. Nhưng mà 5 rồng rớt giết các thứ. Đồ đạc đầy đủ. Kèm thêm đấy là có bộ gót. Có Doom. Đẩy chắc mũi rao tầm đâu đấy khoảng 30 máu thôi. Chứ mấy đâu. Thôi xong rồi. Trò chơi kết thúc. 5 rồng 9m thì cũng không được. Nhưng mà vẫn mạnh anh em ạ. Kể ra mà lúc đấy mà tôi chơi cái bộ Ngũ Long Hóa Hình lên level 12 kẹp cái con chúa quỷ vào không biết là như nào. Nhớ anh em nhỉ? Tiếc là không thử. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với cả lineup tier S ở trong cái thời điểm hiện tại anh em nhá. 6 Assassin kết hợp với 4 Witcher. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ lineup mạnh nhất bây giờ, đấy chính là lineup Ngũ Long Hóa Hình phiên bản 2.0. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.